Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhiệt Bãi của em nha. Thì em cũng mới về được 2 túi đồ anh em. Đó, thì cũng tầm 2 tấn mấy ha. Đó, về thì chắc lô này thì chắc cũng chắc đầu năm mới em mới lên clip phục vụ cho anh em ha. Tại thì hiện tại giờ cũng 27 tây rồi. Cũng cuối năm rồi ha. Thì em cũng về đồ thì cũng sửa soạn đồ để lên nhà. Đó. Chắc cũng đầu năm mới, em cũng khai trương năm mới, lên clip phục vụ cho anh em. Đó. Quê em anh em. Đó, quê em miền Tây, Cờ Đỏ. Cờ Đỏ, Cần Thơ. Thì do ngày hôm qua cặp cái chẹt lại cẩu không được thì cho nên xả ra lùa lùa nó vô ha, lùa lùa nó vô. Đó, chứ không phải là đồ rồi. Kề gạt gì, nó cũng còn cái túi nè, do cẩu không được thì đút cái mũi chẹt này vô. Đó, thì sổ từ từ lôi vô. Đó, khá là nhiều đồ, đa dạng luôn. Đó. Vậy đồ chiếc này cũng đa dạng đồ ha. Anh em có nhu cầu sử dụng gì đó thì liên hệ em. Đó. Thì em cũng đầu năm ha, đầu năm 22. Năm 2022 em sẽ lên clip để phục vụ cho anh em. Đội nè ha. Và nhiều cáo chữ C. Còn lết nhôm. À, bấm ghim. Vậy chữ này cũng khá là nhiều, 2 tấn mấy. Móc. Đó, cào ha, cào này rất là đẹp. Mới nhất mỏ lết nhôm bành kia luôn. Đó, cây nữa kìa. Kéo rồi kìm bấm, ôi lũ phủ luôn nha anh em. Đó, hôm qua đi thì xăng cũng được con máy dầu ha. S85 ha. À, S85 lốc nhôm luôn, khá là đẹp. À, thì quay cũng giới thiệu cho anh em ha. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. À, đầu năm ha. Rồi, xin kết thúc clip nha mọi người.